Ba Khía. Anh Ba Khía. Ba Khía miền Tây. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa chất phác thiệt thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Chứ Ba Khía tôi tình duyên đâu dám ngỏ, sống nơi miệt vườn nên nào dám thương ai. Đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng tương tư Ba Khía xót xa lòng. Đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng tương tư Ba Khía xót xa lòng. Trung ương thấy hết những khó khăn. Sao rồi, mọi chuyện thuận lợi không? Ngồi đi, ngồi đi. Sao rồi con? Có đến hai chỗ nhà hàng và quán ăn sân vườn lớn. Trời ơi, vậy là tốt quá rồi. Thấy chưa? Thì đó, tao nói rồi mà. Ông trời, ông không phụ lòng người tốt đâu. Thấy chưa? Nè, làm gì rần rần vậy? Nè, nghe tin đừng có vội mừng. Biết đâu cái chỗ mà nó đặt hàng đó mai dày mốt khác. Trời ơi, nó thay đổi xuyền xòe như bánh tráng, bánh phồng vậy đó ông ơi. Thôi cái bà này, bà đừng có nói đỡ cho tụi nhỏ thật nghiệp tụi nó. Bộ tôi nói sai hả? Trời ơi, ông thấy mấy lần rồi không? Thì nó cũng làm ăn, cũng thất bại, bị từ chối, bị trả hàng nè, bị đủ chuyện hết trơn hết trọi. Rồi đó, mai mốt thất bại rồi biết đá biết chà. Má, má nói chuyện kỳ quá à. Công chuyện làm ăn chưa có gì hết mà má đã nói xui rủi vậy rồi. Nè nè, con đừng có hổn nghe. Con đừng có lúc nào có xà nẹo bên nó nghe. Tôi dặn rồi đó, nó có hỏi mượn cái gì con không có cho à. Tôi nói rồi đó nghe, nó mà thất bại nó kéo con theo, lúc đó đừng có khóc nghe. Bây giờ mình cứ liên tưởng cái chuyện xấu nhất trước đi ha. Phải lo xa đi, để mai mốt có chuyện gì mình không có hụt hẫng. Con nó nói vậy có gì đâu mà hổn. Con phải cẩn thận hơn trong việc kinh doanh để khỏi bị thất bại nữa. Ừ, tráng lên kìa chưa? Con biết mà. Ok con. Thiệt á hả con? Dạ thiệt. Ít bữa nữa con ký hợp đồng với nhà hàng ở bên đó, ký xong một cái là con chạy về quê liền luôn. Con kể cho Tía nghe đầu đuôi câu chuyện ha. Bây giờ mình bắt đầu thu mua Ba Khía nghe Tía. Ừ, cái chuyện gì chứ cái chuyện đó dễ rồi. Để ở dưới này Tía thu gom hết. Ở trên đó đó con cứ nhận được bao nhiêu con nhận, dưới này thì Tía đi thu mua thôi. Vậy là ông trời không có phụ lòng con rồi đó nghe không? Dạ, con cũng hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi để trả hết nợ nần cho Tía bớt lo. Ừ. Tía, nhớ thu mua Ba Khía giúp con nghe. Con hẹn họ 3 ngày nữa lấy hàng đó. Rồi, yên tâm. Có gì Tía chạy đi liền. Dạ. Tía ơi. Cái gì vậy? Chuyện không xong rồi Tía. Làm gì không xong mày ở khai khải mày? Dạ, hồi sáng này má chưa có nói gì với Tía hả Tía? Bà có nói gì với tao đâu mà cái chuyện gì? Tía coi đó, má với lãnh hẹn á, hai người đó đi ép giá của người dân bán Ba Khía. Xong rồi bây giờ người ta đi đồn tùm lum tùm la hết, nói là bây giờ không đem Ba Khía tới nhà mình bán nữa đó Tía. Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Dạ. Bà hai. Cái gì đó? Trời ơi, tôi đang nấu cơm, làm gì ông kêu giật nước vậy? Bà ra đây.
gì? Bước ra đây. Thì bước. Tại sao vậy? Vụ gì? Tại sao bà tự phóng tự tác vậy? Tự nhiên la tôi hả? Tôi nói bà đó là thu gom ba khía. Còn cái chuyện nói giá cho người ta là tôi đã nói rồi. Mắc cái chứng gì bà làm cái trò này? Tôi giúp đỡ cho ông với ba khía. Tôi làm cái gì sai hả? Sao ông chửi tôi dữ vậy? Lợi đâu á, không thấy. Bây giờ đó đâu có ai bán cho nhà này nữa hả? Trời ơi, ba khía nó nổi lền khên như bánh canh vậy đó. Người ta không bán cho mình thì mình mua chỗ khác thôi. Ông làm gì dữ vậy? Đang nấu cơm trong nhà cũng yên với ông nữa. Cả cái xứ này không ai bán nữa rồi kìa. Không bán thì mình đi mua chỗ khác. Ông làm gì dữ vậy? Trời, cực má. Mình quá. Còn mày nữa. Má cái gì? Có gì thôi nói với má. Nói với ông gì? Cơm khét rồi kìa kìa. Ít bữa nữa con ký hợp đồng với nhà hàng ở bên đó. Ký xong một cái là con chạy về quê liền luôn. Con kể cho Tía nghe đầu đuôi câu chuyện ha. Bây giờ mình bắt đầu thu mua ba khía nghe Tía. Tía, nhớ thu mua ba khía giúp con nghe. Con hẹn họ 3 ngày nữa lấy hàng đó. Đúng là cái số nó số khổ mà. Mới chôm chớm lên làm được cái là giờ bị dập tắt luôn. Khổ thiệt cho con. Nhiêu đó? 8kg nữa. 8kg. 28kg. Xong. Nhiêu đây tiền đúng chưa? Đúng rồi. Nè của ông. Đếm lại coi. Ủa, chú Năm, chú Bảy, hai chú cũng qua đây bán ba khía nữa hả? Đúng rồi. Hồi giờ bán cho nhà cô chứ hả? Mà má cô dạo này mua giá thấp quá. Còn nó cái giọng rất khó nghe nữa. Cho nên bây giờ tụi tôi bán cho cậu hai tiền nè. Cậu hai tiền á, bán đâu thấy tiền đó liền. Rất là dễ thương lắm á. Nhanh gọn. Được rồi, mấy chú có bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu. Dạ, cảm ơn cậu hai nhiều. Thôi, dạ, cảm ơn. Chào cậu. Cảm ơn hai chú nha. Không có gì. Sao? Biết sao người ta bán cho tôi nhiều không? Cô phải mua giá cao thì người ta mới bán cho cô được. À, mà tôi nghe đâu anh hai của cô kiếm được cái mối gì đâu mà nó nhỏ xíu xíu. Bỏ ba khía đồ phải không? Dạ, cũng nhờ trời thương cho nên anh hai tôi mới kiếm thêm được một vài khách. Và bây giờ cũng đang thu mua ba khía lại. Cô nghỉ việc đi, tôi có người mới rồi. Dạ, anh đuổi việc tôi hả? Tôi là chủ. Tôi muốn đuổi ai thì đó là cái quyền của tôi. Cô nghỉ đi. Vô nó quản gia tính tiền xong cuốn đồ về đi. Mày bị đuổi như vậy do phần phước thằng anh của mày. Thưa tía, má con mới về. Ủa, sao nay đi làm gì sớm vậy? Con bị đuổi việc rồi. Ủa, thằng hai tiền nó đuổi con hả? Chắc nó thấy là nhà mình thu mua ba khía nên nó tức, nó đuổi con đúng không? Dạ. Có gì phải buồn. Bây giờ nó đuổi á thì mình về nhà mình mừng. Của mình có sao mình mừng vậy? Buồn gì con? Tía còn nói đúng đó. Thôi, để tôi chạy qua bên đây có chút việc. Ông đi đâu? Chạy qua nhà 5 với 7 đặng kêu nó bán ba khía lại cho mình. Không có tụi nó thì mình tìm người khác. Thiếu gì người mà mắc gì ông phải hạ mình xuống để đi tìm tụi nó, gian xin tụi nó. Kỳ vậy. Cũng bà không. Tôi sao? Tôi nói cho bà nghe, cũng việc cư xử của bà không, mà không có đứa nào bán ba khía cho nhà mình hết. Người ta nói mua lại bán giả, không biết cái gì hết. Lúc nào cũng lên mặt. Tía, cho con đi với. Có thêm người, có thêm tiếng nói. Thôi tía với mày đi. Dạ. Làm như bà đó, mối mang còn hết. Bởi vì tao nói cha con ông á không có làm chủ được. Tức quá mà. Tức gì đâu á. Gì? Con nói thiệt gì nghe này nha. Trong cái nhà này nói không phải nịnh gì chứ, chỉ có một mình gì là gì có tư chất. Mình làm chủ, tư chất làm chủ, tư chất làm sếp, luôn luôn phải có bản lĩnh giống như gì vậy nè mới làm sếp được chứ. Trời ơi, ta nói chứ Dượng hai thiệt.
trong cái nhà này á, chỉ có bay mới biết được cái ưu điểm của gì thôi. Chứ sao? Bởi vì tao nói, không có tao là cái nhà này không có được cái gì hết á. Dạ. Cha con không cứ như vậy á. Con nói gì nghe vậy, bớt giận đi, uống miếng nước đi. À, trời ơi, phải chi bây giờ mình có ly cà phê nhiều sữa uống để tỉnh táo thì hay biết mấy ha. Cà phê nhiều sữa của cô nè. Cái này của tôi á hả? Thì của cô chứ không lẽ của ai. Cảm ơn. Sao tự nhiên tốt ngang hông vậy? Có âm mưu gì phải không? Trong cái đầu của cô lúc nào cũng nghĩ tôi xấu vậy hả? Không phải, tôi thấy anh tốt bất ngờ như vậy nên thắc mắc thôi. Ủa, con nghe má. Nè, đang làm gì đó? Con đang ở giữa nè. Đừng có nói với tôi là hai người hả đang vui vẻ hẹn hò ở giữa hải sản của tôi nha. Dạ, ủa má ở đâu vậy? Ở đâu không cần biết. Nhưng mà nha, tôi biết mấy người rồi nha, lúc nào cũng vui vẻ với nhau nha, coi chừng tôi nha. Trời ơi, má ơi, má nghĩ xa quá rồi. Tuy rằng dạo này là con hay đi chung với ổng, nhưng mà giữa hai tụi con không có gì hết đó. Với lại, ông đó không phải là mẫu người của con đâu, má đừng có lo nha. Ờ, nói phải giữ lời á. Dạ, con chào má. Ủa, sao thấy được vậy trời? Anh hai. Ủa, ủa anh hai. Anh hai. Anh Năm. Dạ chú Năm, chú Bảy. Mẹ, cảm ơn. À, tính đi tìm mấy chú nè, bây giờ vô tình gặp mấy chú ở đây. Ờ, vậy hả? Tôi nói anh nghe, nói thiệt với anh á, là anh em tụi tôi thì rất quý gia đình anh. Nhưng mà điều có một cái á, vừa rồi nghe nói bà Khía nó đi thu mua của bà Khía, anh em tụi tôi đi bắt liền á. Đó thì bây giờ tôi gặp cũng cái chuyện đó đây nè. Ờ thì bởi vậy, nhưng mà qua bển gặp chị hai á, chị hai ăn nói kỳ quá à. Đúng xúc phạm anh em tụi tôi quá trời quá đất luôn, thành ra khó chịu, tụi tôi buồn lắm. Đừng nhắc chuyện cũ nghe xót xa lắm. Chị hai không mua cho nên tụi tôi phải đem bà Khía quằn hai tiền. Chị hai bà nghĩ có một mình bà mua hả anh hai? Em đem qua mười mấy ký bà Khía luôn á. Chị hai chỉ đuổi như rủi tà. Tôi nói nghe, thôi thì bây giờ chuyện cũ tôi mong mấy chú bỏ qua. Vợ tôi á, nó sằng bậy vậy thôi tôi xin lỗi mấy chú. Bây giờ như vậy nè, tôi có chuyện này á, là thằng con tôi á, bây giờ nó cũng cần mấy chú, cần mọi người giúp nó một tay. Đặng đem Ba Khía qua bên tôi thu mua, tôi mua hết, mua trả lợi. Dạ, anh Ba Khía anh mới gọi về là anh kiếm được một lượng khách hàng, cho nên bây giờ đang cần một lượng Ba Khía lớn lắm á. Mà hồi đó tới giờ mấy khâu này là bên nhà con nhờ mấy chú không à, nên con cũng mong là mấy chú thông cảm mà bỏ qua cho má con. Tại má con không có rành cái chuyện làm ăn á, cho nên là có những lời lẽ và hành động không có phải với mấy chú. Rất mong là hai chú bỏ qua. Thôi bây giờ anh hai với Út Mén nói như vậy á, thì bây giờ anh em tụi tôi sẽ đi bắt Ba Khía để bán lại cho anh. Ờ, dạ tía, nhưng mà giờ còn mấy người nữa sao tía? Thì đi kiếm mấy chú đó năn nỉ, mấy anh ơi năn nỉ chứ sao. Thôi được rồi, anh hai cái vụ mà Ba Khía đồ á, cứ để tụi em lo, tụi em sẽ kêu bà con quay về với anh hai. Rồi để tụi tôi lo cho. Anh hai với Út Mén cứ thông dong về ha. Cảm ơn mấy chú, cảm ơn mấy chú. Gì à? Dạ. À, không có gì. Tôi đi dạ, nghe anh hai. Dạ. Con cảm ơn hai chú. Đi Út Mén. Trời tía ơi mừng quá. Vậy là được rồi. Dạ. Thôi, vậy à, ông bà cũng độ rồi đó. Lần này anh hai mày khỏe rồi. Dạ. Bây giờ mình cứ đi, cứ gặp người nào mình cứ kêu người đấy. Dạ. Để con gọi con báo cho anh biết để anh mừng. Cái gì? Ông ủng hộ chuyện tình cảm của Trinh với lại Ba Khí hả má? Ừ. Ông ấy cho má biết là ông không có quan trọng thân thế người mà con Trinh chọn là giàu hay nghèo, mà ông chỉ coi trọng về nhân cách và sự cầu tiến của người đó thôi. Hả? Ông ta thực sự nghĩ như vậy hả má? Ừ.
Nhưng bà con yên tâm đi, má sẽ tìm mọi cách để cho con tới được với con Trinh. Má, thực ra đối với bản thân con, cho dù chuyện của Trinh và con có thành đôi hay là không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng ở đây là con nghĩ đến má. Ý con là sao? Bây giờ má thử nghĩ đi, nếu như Trinh lấy người khác, sau này thành vợ chồng, rồi hai người đó sẽ chiếm hết toàn bộ tài sản, rồi khi đó họ sẽ đối xử tệ bạc cho má. Còn nếu như con là chồng của Trinh, vị thế của má chắc chắn là phải khác. Đó chính là lý do tại sao mà con luôn luôn tìm cách tiếp cận tình cảm của Trinh là vậy. Con đúng là đứa con hiếu thảo của má. Má, đó là bổn phận của con mà. Kế toán lên đây gặp tôi gấp. Dạ. Ai là người quản lý giá cả, nhập mặt hàng ba khía cho nhà hàng? Dạ, trước giờ là quản lý lịch đó chị. Gọi quản lý lên đây cho tôi. Dạ. Dạ, thưa bà giám đốc ạ. Có chuyện gì? Cô chủ cho gọi anh quản lý lên gặp cô chủ ạ. Tôi biết rồi, đi làm việc đi. Dạ. Chẳng lẽ hôm nay Trinh can thiệp vào công việc của nhà hàng hả? Thì cứ đi qua đó xem sao. Tôi nghe nói quản lý đảm nhiệm việc nhập hàng con ba khí đúng không? Dạ đúng. Tôi là người lo việc này. Có chuyện gì sao thưa cô chủ? Tôi vừa coi qua bản báo giá nhập hàng ba khí tháng này, thấy có sự chênh lệch về giá khá lớn so với những giá cũ. Tại sao? Trong việc làm ăn, hàng lên giá hay là xuống giá, đó cũng là bình thường thôi mà. Huống chi cô là người kinh doanh, cô phải biết điều căn bản này chứ. Khi giá thành sản phẩm cao thì lợi nhuận sẽ thu hẹp lại. Nếu giá thành tăng chút đỉnh thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì, đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi thấy có sự chênh lệch về giá khá nhiều so với thị trường, mà anh còn nhập một số lượng rất lớn. Đây mới là điểm bất thường. Chuyện này quản lý lịch có báo cáo cho dì, và dì đã duyệt cho cậu ấy, chứ cậu ấy không có tự quyết định. Bà có nói lại với tổng giám đốc, ba tôi đã biết chưa? Đây là chuyện nhỏ, chị không có muốn làm cho ông ấy bận tâm, bởi vì ba con còn nhiều chuyện phải lo nữa. Trước giờ những chuyện nhỏ như vậy á thì ba con luôn luôn giao cho dì quyết định. Dạ đúng đó cô chủ. Chúng ta là nhân viên của giám đốc nên phải có nhiệm vụ là giúp giám đốc giải quyết những chuyện nhỏ, để cho giám đốc bớt mệt mỏi. Có những chuyện nào mà mình tự giải quyết được thì mình không nên làm phiền giám đốc. Không có chuyện nhỏ sẽ không trở thành chuyện lớn. Một lỗ thủng nhỏ nếu không lắp lại thì sẽ trở thành một lỗ thủng lớn. Khi đó mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm, thậm chí để lại hậu quả khôn lường. Đây là một lỗi cơ bản. Không lẽ bà và anh không hiểu sao? Lần sau nếu có chuyện gì thì tốt nhất quản lý nên báo cho tôi hoặc ba tôi biết. Nếu không còn gì thắc mắc nữa, tôi xin phép đi làm việc. Anh đi đi. Dù gì á thì dì với ba của con cũng đã đồng hành quản lý cái nhà hàng này đã mười mấy năm nay. Nếu như có chuyện gì á thì con phải nói riêng với dì,
để dì với con cùng nhau giải quyết. Chứ tại sao con làm mất mặt dì với cấp dưới của dì như vậy? Dì biết xưa nay con không có thích dì, nhưng nếu là người biết suy nghĩ thì không ai hành động như vừa rồi hết. Tôi làm như vậy là vì công việc. Bà không hài lòng thì bà từ chức đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Được, tôi sẽ dạy cho cô một bài học để cô biết thế nào là tôn trọng người lớn. Ba. Con. Con dạ. Có hẹn đi đâu vậy? À, ba coi cửa tiệm giùm con chút xíu được không? Mà đi đâu? Con đi với anh Ba Khí chút xíu thôi, con về liền nha. Ba Khí hả? Dạ. Được. À, nhưng mà nè. Sao ba? Đi với Ba Khí ăn mặc vậy hả? Ủa, con thấy con mặc vậy bình thường mà ba. Trời đất ơi, con đi với Ba Khí á, con ăn mặc cho đẹp vô, phải không? Con thấy vậy là được rồi. Không có được đâu, ăn mặc vậy đơn giản lắm. Con phải ăn mặc đẹp vô để cho cái người mà đi chung với con á, người ta cũng nở mặt nữa mà, người ta phải hãnh diện, đúng không? Bây giờ mặc đẹp là mặc cái gì trời? Thôi bây giờ vậy nè, con mặc quần jean hoài à. Con mặc quần jean nó nhìn thấy con cứng cáp lắm. Bây giờ vậy nè, con vô. Dạ. Con thay cho ba cái váy đi. Ừ. Mày ngắn tới đây nè. À, ngắn quá. Ở đây. Ngắn quá. Ở đây là đồ tắm rồi. Ở đây đi, ở đây nè. Thấp thấp vậy thôi. Bởi vì con mặc váy á, rồi nhìn con nó cao lên, rồi cái chân con nó dài mới đẹp. Thấy không? Chứ mặc ba cái quần jean này nhìn nó kỳ lắm. Mày có thấy má mày, má mày có bao giờ mà tao xúi bả mặc váy đâu? Sao vậy? Chân bả ngắn như hai chai nước ngọt vậy mặc gì? À, con mét má nha. Con không biết gì hết trơn à. Con giống ba cho nên cẳng vội nó dài. Mặc váy vô cho nó đẹp, cho con nó ra biết con rồi gái. Nhưng mà biết sao không, con đi với anh Ba Khí con thấy mặc vậy thoải mái lắm. Không có được đâu, mặc cho nó đẹp vô ha. Thôi thay váy được rồi, chứ còn ngắn hay không thì con điều chỉnh nha. Làm sao được, rồi mình dài mình phải khoe. Dạ. Người mình đẹp mình phải khoe. Cái này con đẹp giống ba, rồi dài giống ba, cho nên phải khoe. Ê, dạ. Có cái này nữa nghe. Dạ. Bớt lại cái tính đàn ông chút xíu nữa nghe. Nhẹ nhàng, thùy mị chút xíu. Cứng cáp quá, không được ha. Cứng quá hả? Ừ. Phải làm sao ba? Nhẹ nhàng thôi con. Nhẹ nhàng thùy mị. Dạ, con đi nha ba. Ừ, nhẹ nhàng đó. Chứ để cứng cáp quá, giống má mày quá, giống đàn ông quá. Phải nhẹ nhàng lên. Alo. Hả? Cái gì? Ủa, tôi đâu có làm gì đâu mà trúng thưởng. Không có. Tôi đâu có tham gia cái gì đâu mà anh nói tôi trúng thưởng. Nè, không có thiệt á. Thôi, tôi không có trúng thưởng gì đâu, đừng có gọi tôi nữa nha. Gì trúng thưởng? Trời ơi, anh làm gì vậy? Hả? Anh hẹn tôi ở dưới mà sao anh leo tới trên đây vậy? Thì tôi lên tôi lấy đồ dài nè. Mà làm gì điện thoại kẹt máy hoài? Ai biết đâu, tự nhiên có ông nào gọi tôi nói tôi trúng thưởng. Tôi nói tôi có làm gì đâu mà trúng thưởng. Nói tôi trúng thưởng hoài à. Thiệt là không gì hẹn với cô là tôi cãi lộn với ông này rồi đó. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ sao, mình đi chưa? Nhìn gì vậy? Ông cười gì? Thì thấy cô ăn mặc đẹp vậy tôi cười chứ có gì đâu. Ba tôi nói á, đi ra ngoài là phải ăn mặc đẹp. Đó là một cách để tôn trọng người khác. Cho nên tôi ăn mặc vậy. Nếu anh thấy không ổn á, thì tôi xuống thay váy. Không cần đâu. Vậy ổn rồi. Nhìn cô đàn ông hơn cô luôn rồi. Mình đi ha. Ủa, sao tự dưng mình lại quan tâm tới cảm giác của anh ta ta? Không ngờ có một ngày tôi lại chở cô đi ăn như vậy ha. Dù chỉ là bạn bè bình thường thôi. À, tôi cũng không ngờ vậy luôn á. Anh có biết trước đây anh khó ưa lắm không? Sợ, tụi cô cũng có hơn gì tôi đâu. Hồi đó cô dữ dằn như là bàn chặn lửa vậy đó. Anh nói gì? Vậy bây giờ dễ thương hơn rồi. Nè, anh chạy xe kiểu gì mà thắng gấp dữ vậy? Cô không thấy cục đá hả? Tôi né cục đá đó. Thì ông ấy, cô ngồi xích ra đi. Cô ngồi gần tôi rồi người ta hiểu lầm tôi với cô sao? Hiểu lầm cái đầu của anh á.
không có chuyện nhỏ thì sẽ không trở thành chuyện lớn. Một lỗ thủng nhỏ nếu không lắp lại thì sẽ trở thành một lỗ thủng lớn. Khi đó mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm, thậm chí để lại hậu quả khôn lường. Đó là một điều cơ bản. Không lẽ bà và anh không hiểu sao? Cô giỏi lắm. Hôm nay cô dám lên mặt giải đời tôi. Cô hãy đợi đó, sẽ có một ngày tôi trả hết cho cô những gì cô đã nói với tôi. Vô đây nha. Vô đây hả? Ừ. Nhà hàng này á, tôi nghe nói là có rất nhiều món ngon nè. Ủa mà không phải anh nói là tôi được quyền chọn chỗ ăn hả? Ờ, thì đúng là vậy rồi, nhưng vậy mà... Vậy thì vô đi. Anh ơi, cho gửi xe. Quán khác được không? Đi đi đi, xuống xe. Anh ơi, dạ. Ghi thẻ cái xe này. Dạ. Nhanh đi anh. Này chị. Đi. Nhanh lên. Dạ mời anh chị. Dạ em chào anh, chào chị. À, không biết mình đi mấy người à? Ừ, đi hai thôi. À, anh chị có cần em đổi cái phòng riêng dành cho hai người không? Không cần, tôi thấy phòng này được rồi. Dạ cho em gửi thực đơn. À. Anh chị chọn món giúp em à. Wow, thực đơn phong phú quá ha. Nhiều món ngon quá chừng. Dạ. À, anh ăn gì? À, gì cũng được. Gì cũng được hả? Vậy thì tôi kêu nha. Cho món này. Dạ chị. Món này. Rồi cho một con gà lên mâm nữa. Dạ rồi. Giò heo rang muối. Dạ chị. Xúc xích Đức. Dạ hai phần xúc xích Đức. Anh ăn được bồ câu không? À, chắc được ha. Hai con. À, dạ. Tôi. Cho tôi con. Con cá đi. Dạ. Cá hả? Cá nhà có rồi, kêu chi nữa. Cá này ngon hơn, người ta chế biến rồi. Ở nhà mình đâu biết chế biến đâu. Cho một con cá muối chân tương đi. Một nửa dạ. Nấu lẩu ha. Con gọi okay. Thêm gì không chị? Rồi, trước mắt vậy đi. Dạ, không biết anh chị có dùng thêm nước gì không ạ? Uống trà đá à? Tôi uống bia. Dạ rồi, một trà đá một bia. Em cảm ơn à. Anh chị chờ em một chút nha. Anh bị gì vậy? Đâu có. Ủa sao tôi thấy trong phòng này mát mà sao anh tái mồ hôi vậy? Anh bị sốt hả? Không. Tại tôi. À, tôi đi nhà vệ sinh chút xíu nha. Chết rồi. Kêu đồ ăn 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 cho chết luôn hay gì, tiền đâu trả. À anh ơi, cho mượn lại cái menu đi. Cái gì nữa? Chờ xíu. Dạ cho em gửi menu. Nhà hàng này có cái món này ngon lắm, tôi quên mất. Anh phải ăn thử món này. Đây. Đâu ta? Alo, tôi nghe đây. Tôi biết rồi, tôi tới liền. Ê, bây giờ tôi có công chuyện, tôi phải đi liền rồi. Cô cứ ăn tự nhiên đi nha, lát nữa tôi quay lại. Cái gì? Anh để tôi ở đây một mình đó hả? Đừng có lo, tôi sẽ quay lại liền mà. Tại tôi có chuyện gấp nha. Cô cứ ngồi ăn thoải mái đi nha. Chào anh. Trời, nè. Nè. Cứ mỗi lần cô ta gọi là dắt dò lên cổ chạy à. Dạ chị ơi, em lên món cho chị nha. Khoan, còn có mình tôi à. Thôi từ từ rồi lên nha. Dạ rồi.
Alo, tôi nè. Alo, cô đang ở đâu vậy? Tôi tới rồi nè. Tôi đang đứng chờ ở đây nè. Anh Ba Khía. Ủa, Trinh kêu tôi đến đây gấp có chuyện gì vậy? Thì kêu anh đi mua sắm cùng với tôi. Đi mua sắm thôi mà sao cô gọi gấp quá vậy? Tâm trạng của tôi không có tốt, cho nên tôi muốn anh đi mua sắm cùng với tôi. Cô cũng có thể gọi cho người nhà hoặc là tài xế đi chung với cô cũng được mà. Thì tôi đã nói với anh rồi, tại vì tâm trạng của tôi không được tốt nên tôi muốn đi cùng với anh. Anh không muốn đi cùng với tôi hả? Không phải, ý của tôi muốn nói là tại vừa rồi cô nói là cô có chuyện gấp, cho nên tôi bỏ công chuyện của tôi. Vậy là tôi không quan trọng hơn công chuyện của anh hả? Tôi không có ý đó. Nếu không phải như vậy thì đi. Đi thế nào? Nếu mai mà biết mình bỏ cô ấy chỉ đến đây đi mua sắm với cô Trinh, chắc cô ta chửi mình nát nước quá. Anh Ba Khía. Đi. Dù em biết con Trinh từ trước tới giờ nó không ưa gì em, nhưng mà con cũng không cần phải làm mất mặt em trước mặt nhân viên như vậy. Em thấy xấu hổ quá. Em không muốn tới đây làm việc nữa. Thôi đi em à. Tính con của mình trước giờ nó vậy á, hễ nó nghĩ gì là nó nói đại ra. Nó không có suy nghĩ thiệt hơn, nó không có suy nghĩ cái gì sâu sắc hết. Em đừng có giận nó. Con Trinh nó đối xử không có tôn trọng em chút xíu nào hết. Nhưng mà ở gia đình thì em có thể bỏ qua, còn ở đây là nhà hàng, trước mặt bao nhiêu nhân viên, có nhiều người, mà con nó không coi em ra gì hết. Làm như vậy á, cấp dưới làm sao tôn trọng em nữa. Anh à, hay là anh để cho em nghỉ ở nhà đi, để cho con gái anh tới đây làm quản lý. Không được đâu em à, em đã đồng hành với anh bấy lâu nay rồi. Con Trinh nó còn nhỏ, nó còn nông nổi, không thể nào mà giao việc cho nó được hết trơn á. Nghe anh đi, hãy thương anh, vì anh, bỏ qua cho con lần này đi. Rồi về nhà anh sẽ nói chuyện lại với con Trinh nha. Thưa ba má, con mới về. Đi đâu về mặc dù ủ vậy? Ủa, mà về đây rồi thằng Ba Khía đâu? Ba đừng có nhắc con người đó trước mặt con nữa. Ủa, nói vậy là hai đứa này đi chung với nhau hả? Nè, đi chung với nhau sao về mà không vui vậy? Nó có làm gì con không? Nói đi, má chửi liền á. Không có làm gì con hết á. Con mệt quá, con vô phòng đây. Trời ơi, bà nói Ba Khía nó làm gì con mình là sao? Tôi nói ông nghe, theo ông thì thằng Ba Khía với con này có chuyện gì xảy ra chưa? Tôi cũng như bà đâu có biết gì đâu. Nhưng mà theo tình hình này tôi thấy hai đứa chưa có gì đâu. Thì tốt, nếu có chuyện gì thì tôi tống cổ ra khỏi nhà nói cho ông biết á. Gì? Ông có bà con cháu chát gì á cho ông biết á. Thì đó. Dạ, thưa chú Tư. Ủa, trời đất ơi, sao mà lúc mà đi thì mặt mày tươi tỉnh, cười tủm tỉm, giờ sao về mặt hai đứa nào cũng chỗ u hết chị? Ủa, mai về chưa chú Tư? Vậy rồi. Nè, hai đứa đi chung với nhau phải không? Dạ. Tại sao con mai về trước mà mày về sau? Hai đứa cãi nhau có chuyện gì vậy? Nói chú nghe coi. Dạ, đúng là con với Mai đi chung, nhưng mà khi đến nhà hàng á, Trinh gọi con nói là có việc gấp kêu con tới. Rồi cái mày bỏ nó mày đi hả? Thì lúc đó con cứ nghĩ có chuyện gấp là quan trọng, nên con nói với Mai là con đi một chút rồi về. Nhưng không ngờ là con đi hơi lâu hơn một chút xíu. Khi con quay lại nhà hàng á, thì Mai đi mất tiêu rồi. Thì đó, hèn chi mà nó về đây tôi hỏi nó cái mặt nó chuột ủ một đống à. Ủa vậy Mai đâu rồi chú? Nó ủa gì hả? Nó vô phòng rồi.
Vô phòng rồi hả? Ừ. Dạ vậy thôi con xin phép chú Tư nha. Ừ. Vô ngủ đi. Ê, 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 ê. Trời ơi, nó vô phòng luôn. Trời ơi, ghê vậy. Mai ơi, cô có trong đó không vậy? Anh đi đi. Lần sau anh đừng có đuổi tôi đi đâu nữa hết á. Tôi xin lỗi, tôi biết là tôi sai rồi. Tại tôi nghĩ chỉ tới đó một chút thôi. Nhưng mà ai ngờ tự nhiên cái nó bị lâu quá. Nhưng mà tôi có quay lại nhà hàng á, lúc đó cô đã đi rồi, thì tôi biết phải làm sao đây. Bây giờ tôi phải làm sao cho cô bớt giận đây? Cô nói đi. Nếu như anh hái được trăng sao trên trời, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Đúng là cái đồ đáng ghét, chưa gì đã bỏ đi rồi. Không có thành tâm hả? Thì còn lâu. Muốn trăng sao trên trời đúng không? Đi theo tôi hái cho. Nhanh lên, đâu? Nhanh lên. Trăng đâu? Đây, trăng của cô đây. Đẹp chưa? Tôi mà rảnh á, tôi hái sao nữa đó. Đặt sao nè, đặt sao nè, đặt sao nè, ngôi sao bự là tôi á. Anh cũng láo cá lắm đó. Thôi được rồi, cũng thông minh. Trăng nữ liềm hả? Chứ sao nữa. Vậy là hết giận rồi đúng không? Lần này á, tôi tạm thời bỏ qua cho anh. Nhưng mà nếu có lần sau á hả, anh đừng trách tôi á. Cảm ơn, đa tạ nhiều nha. Chưa có hết đâu. Tuy là tôi đã bỏ qua cho anh, nhưng mà tiền thanh toán bữa ăn vừa rồi anh vẫn còn nợ tôi đó. Tổng cộng là 1,2 triệu. Ờ. Bây giờ tôi chỉ còn có 500 à. Hay là cô lấy đỡ 400 nha. Chừa cho tôi 100 để ngày mai tôi bắt xe về quê. Dịp khác tôi trả lại cô nha. Thôi, tạm thời tôi cho anh nợ đó. Lần sau có tiền dẫn tôi đi ăn bù là được. Tôi tin cô. Nói thiệt nha, nhiều khi nhìn cô thấy nữ tính dễ thương lắm chứ bộ. Hả? Ủa vậy bình thường tôi nam tính lắm hả? Cô không có biết đâu. Lúc mà cô buôn bán hả, nhìn cô rất là nam, không có nữ tính một xíu nào luôn á. Anh thôi nha, tôi đánh chết đó. Yeah, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Bộ ngày mai anh định về quê hả? Ừ. Khi nào lên? Tôi cũng chưa biết nữa. Khi nào xong việc ở dưới thì tôi mới lên được. Thôi, chúc anh thượng lộ bình an và công việc được ạ. Chúc anh về thượng lộ bình an và công việc được suôn sẻ nha. Ừ, cảm ơn cô nha. Đi chú, vô đây. Dạ. Đậu xe ở đây nè. Dạ. Rồi khiêng vô nhà giùm tôi. Dạ. Một cái. Dạ được rồi. Trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi. Nguyên vàng máy xịn luôn hả? Có tiền thì phải chơi tới bến chứ con. Đã quá ta. Rồi giờ mày phụ khiêng dạ, vô dạ, trong dạ, đi. Dạ. Dì yên tâm đi. Ủa, mà dì có mua đĩa Phi Nhung không? Con biết dì phái đĩa Phi Nhung lắm. Cái thằng quý này. Lẹ lên đi, phụ bưng vô. Dạ, rồi 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 rồi. Đi. Trời ơi, để con. Ba cái này. Chuyện nhỏ. Chị hai ơi, làm ơn mở nhạc nhỏ nhỏ chút xíu đi. Trưa nắng mà mở nhạc lớn quá không ai ngủ gì nữa trơn trời à. Làm ơn đi. Cái gì vậy? Cái gì la bay bậy trước nhà người ta vậy trời? Nhà của tôi có quyền mở lớn chứ, mắc mớ gì chị la tôi. Nhưng mà mở nhạc to quá à. Tại vì bên nhà tôi á, có ông chú Tám và thím Sáu, họ lớn tuổi hết rồi, để cho người ta ngủ trưa chứ. Trời ơi, ngủ thì ngủ, ai cấm ngủ đâu. Đúng vô duyên. Mà người ta nói là mở nhạc ngủ ngon đúng không? Hay là mình vô mình mở nhạc lớn hơn nữa cho hai người bên đúng kia rồi. Ngủ ngon đi.
Tôi có tiền, tôi có quyền, tôi muốn mở sao tôi mở. Tôi đâu có mở bên nhà của chị. Cậu trẻ mà cậu nói chuyện khó nghe quá. Cậu nói chuyện ngang ngược quá à. Ngang đâu ngang, ta mở nhạc cho ngủ ngon mà nhiều chuyện quá. Tôi không có quyền mà, đây là nhà của mình mà. Thôi thôi vô. Đúng rồi. Không có biết điều chút nào hết á. Thiệt là bực mình, quá đáng. Trời ơi, sao mày chọn cái màu tím vậy? Trời ơi, màu thủy chung mà gì? Vậy hả? Tao thấy cũng được á. Đẹp không, đẹp không? Đẹp. Không biết bao nhiêu chữ tiền. Chữ cũng đẹp nữa nè. Kén rễ, không giàu, không ứng thí. Được á, được á. Bà dân hẹn làm gì à? Treo bản, kén rễ. Thì kén rễ cho con út chứ làm gì? Ai bài bà làm ba cái giống ôn này vậy? Không sợ người ta cười hả? Cười gì mà cười. Giờ tôi với nó muốn tính xào tính. Ông đừng có xen vô cái chuyện này của tôi được không? Bà ngộ. Con tôi mà. Ủa, má, má làm gì vậy? Trời ơi, thiệt luôn á. Tự nhiên treo ba cái này lên vậy á. Con xấu hổ sao con dám ra đường hả má? Trời ơi mén, có gì đâu mà xấu hổ. Cái này đẹp mà. Có anh sao để vậy đi. Anh còn hùa theo má em nữa. Con nói đợi nhà má mỏng tao xuống. Con bỏ nhà con đi luôn á. Ê ê ê nè mén mén mén. Thấy đâu có gì đâu mén. Nhỏ kỳ thiệt. Thấy chứ. Thấy chưa. Nó đòi bỏ nhà nó đi đó. Tao nói cha con ông này nè, không có tư duy gì hết á. Tôi nói ông nghe nè, có bốn đôi thông ngồi không cũng chặt. Cái chưa gì hết mới ra con heo, cái ông chặt một cái rồi. Để cho nó ra hết heo đi rồi ông chặt. Cái tư duy của ông không có tầm nhìn xa. Ý là gì nói dượng với út mén không có tầm nhìn xa, không có tư duy đúng không? Không có tầm nhìn xa đúng không? Đúng rồi. Bà có tầm nhìn xa không? Có. Dĩ nhiên là có rồi. Ừ? Có tầm nhìn xa cho nên tôi mới kén rễ cho nó. Chứ ở dưới quê này nè, lấy cái gì mà ăn? Nói nè nè. Nghĩa địa gần đây nè, muốn sâu nhiêu sâu, muốn rộng nhiêu rộng, ra ngoài ở hả? Nhà đây rồi cũng bán nè. Ông kỳ quá, ông muốn tôi chết hả? Đây nè, bây giờ đừng có để cái chữ kén rễ. Chứ để gì? Bỏ cái chữ rễ đó đi, mày dán cho tao cái chữ vợ vô đó. Kén vợ. Kén. Ông kén cho ai? Ông kén cho Ba Khía hả? Không. Kén Ba Khía làm gì? Trời. Nghĩ sao kén Ba Khía? Kén cho mình. Ê. Sống với bà mệt quá. Tư duy bà rộng quá. Tôi hoại quá. Ông đừng có nằm mơ. Thấy chưa, thấy chưa? Vì chọc ổng chí. Ê, bây giờ sao? Giờ sao? Thì tháo xuống đi chứ giờ sao? Không lẽ để tao kén rễ cho mày. Bỏ đi, tiếc quá. Không lẽ bây giờ lỡ rồi. Kén cho gì nghe. Tao giả vô mặt bây giờ. Mày thấy không chửi hả? Lộn. Bực mình. Bạn đẹp quá. Ông ấy tôi kén cho tôi được không ta? Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa, chất phác thiệt thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Anh Ba Khía nơi đường dường phù sa, lớn lên từ nơi dù quê mà thanh mình, vẫn không mặc phong thị xa qua phồn thịnh, vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình. Anh Ba Khía người miền Tây thiệt thà, bà con sớm tình thiết tha, ôi bao năm rung dường tiếc là, vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình.